Đầu tiên em xin chào thầy, xin chào tất cả mọi người. Chắc là chúng ta chỉ còn một tiếng là kết thúc buổi học, thì xin chúc mọi người có một buổi chiều học tập hiệu quả và kết thúc khóa giải phóng lãnh đạo này thì ai cũng sẽ học được những kiến thức rất là bổ ích cho mình. Mình xin giới thiệu, mình là Lê Trọng Trung. Mình là chủ tịch và là đồng sáng lập của Talib Group. Và em hiện tại đang hoạt động trong các lĩnh vực là sản xuất mỹ phẩm, thiết bị y tế, chuỗi spa, phòng khám da liễu và phòng khám da mặt. Em thì xuất thân là từ một bác sĩ, em học đại học y ra. Thì ngày hôm nay thì sau khi mà quen biết vợ thì em bắt đầu dấn thân vào con đường kinh doanh. Thật sự thì đầu tiên, có khoảng thời gian đầu tiên em bước chân vào kinh doanh từ bệnh viện đi ra ngoài, em rất là ngược. Hiện tại là Talib Group của em thì hiện tại mới chỉ thành lập được 3 tháng. Và bắt đầu từ khi mà có ý định là thành lập công ty nhà nó, từ tháng 6 đến hiện tại thì em đã tham dự rất nhiều khóa học rồi. Và hiện tại đến đây thì gặp thầy, gặp PCA thì cái điều em luôn trăn trở và những cái kiến thức, thật ra đối với ngành y của em thì em luôn có một sự logic, tìm kiếm những thầy khác thì em không tìm kiếm được cái sự logic đấy trong bản thân mình. Nhưng hôm nay đến đây em đã tìm kiếm được sự logic có bài bản, chuyên nghiệp. Và em muốn tập đoàn của mình đã không làm thì thôi, làm là phải thắng, phải chuyên nghiệp ngay từ đầu. Nếu giống như thầy đã từng chia sẻ là chúng ta muốn đi nhanh hơn thì thay vì tự mò đường thì chúng ta tìm con đường thành công người khác, học tập theo nó thì tất nhiên là chúng ta sẽ thành công nhanh hơn người khác rồi. Và đã không biết thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho tới. Nên em quyết tâm tham dự FOH. Thứ nhất là được thầy cô Trịnh đào tạo. Thứ hai là sẽ học hỏi kinh nghiệm từ những anh chị đi trước, đàn anh, doanh nghiệp dẫn đầu. Và một điều rất quan trọng nữa là sắp tới em cũng muốn chuyển hướng trở thành một nhà đào tạo dành cho tất cả các chủ spa. Vâng.